Rồi anh em nha. Thì hôm nay hướng dẫn cho anh em làm bypass một con máy điện thoại iPhone. Thì đầu tiên anh em phải vào anh em mới nhá. Hôm nay sẽ hướng dẫn anh em mới, anh em cũ thì thôi. Bởi vì cái này nó là cái sơ lược rồi. Thì anh em vào mục download trang chủ Auto tốt rồi download này. Thì anh em download về cái mục file boot này. Đây có driver rồi các file cơ bản. Thì anh em load ở trên này về. Ví dụ em nếu mà có điều kiện nhá, thì load hết các file này. Giải nén, chép đè hết vào trong các thư mục giải nén và chép đè. Thì cụ thể là chép đè vào trong thư mục của Alotool OC này, Alotool này, data file của Apple. Anh em giải nén chép đè hết vào đây. Đấy, thì nó có những cái file như này, anh em chép đè hết vào đây. Đấy, gọi như thế. Đấy, thì cái này là 15X này, nó là phiên bản iOS nhé. Anh em check iOS sau đó tương tự với như vậy để anh em làm. Thì anh em làm bình thường thôi, mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn cơ bản lại, bởi vì có anh em mới sẽ có anh em cũ, anh cũ em cũ thì quen rồi, có anh em mới thì có thể là chưa quen, hoặc là với những cái bạn cấp 2 bây giờ đang làm cái tu này rất nhiều, bạn cấp 2 đang học bài bán chơi game rất nhiều luôn, chuẩn luôn, thì mình sẽ làm lại video lại cho anh em. Đây là cái máy đang bị hello rồi. Còn nếu anh em làm có sóng thì mình cũng, anh em xem tìm trong cái list của mình cũng có nhá, dẫn làm có sóng rồi. Còn Amnaku thì nó sẽ làm không có sóng khi mà máy bị hello nhá. Và hello chắc chắn là chạy rồi, phần mềm rồi là không có sóng đâu. Anh em đừng mong chờ gì ở bên Amnaku nhá. Anh em sẽ vào một Apple, thì anh em kích vào đây nó sẽ ra những cái file như này. Thì đây chính là những cái file mà anh em đã ấy sẵn. Đây là những file mà anh em lúc mà mình lướt về thì nó có những file đấy, mình chép thêm một file vào thì nó sẽ có một file vào. Đấy, như vậy thôi, cùng cuộc nó cũng đơn giản. Nhiều khi ví dụ anh em có điều kiện anh em chép hết vào càng tốt, cái file đấy đều tiện cho anh em cả. Thì đầu việc đầu tiên là anh em như bình thường thôi. Và lưu ý của anh em là cái chữ gutter này nó là cái chữ tương đương với như vậy, thì anh cứ làm như vậy thôi. Sai ví dụ như chẳng hạn sai thì anh em nhìn cái mục tích này. Đó, anh em làm theo hướng dẫn, mình khởi động máy về cái chế độ kia trước, sau đó bắt đầu mới làm. Thì tóm lại nha, đầu tiên anh em sẽ get cái file edit này, bypass hello Siri này. Thì nếu như trường hợp mà anh em không làm ấy được thì anh em phải đổi Siri của cái con máy iPhone hoặc là iPad hoặc là máy anh em đang làm. Lưu ý anh có nhiều máy. Đây, đầu tiên là mà anh em ví dụ như làm bên No Check Siri này là không đổi Siri này. Nếu như trường hợp nó không được, hoặc là anh em bypass xong nó vẫn rồi. Nó bảo ok này là ok rồi nha. Anh em đưa máy về chế độ đẹp luôn.
sớm như con đường học tiếp nhá, sớm thành game thủ nhá.